chào tất cả các bác nha. Em giới thiệu cho các bác đó một là một con Omly rất là tầm tiền, nhưng mà con này rất là đáng để các bác chơi trong phân khúc là dưới 10 triệu. Đó là con 507 đời NRA, là phiên bản cao cấp nhất của dòng 507. Âm thanh rất là hay, công suất khỏe chạy 8 sọt, các bác thể ghép vang hát karaoke thoải mái. Em nó đánh bass 30, 25, 30 là thoải mái nha. Như các bác thể thấy được, nó đánh cặp 7D7, 77, FRX rất là nảy luôn, thanh bass ra thoải mái luôn. Em nói chạy hai cầu loa A, B hay A cộng B, bass check và có loa nét đầy đủ cho các bác ba lăng. Này là dòng 2N, rất là khỏe và âm thanh rất là hay. Và giá em nó là 7.500.000. Rất là tầm tiền, nhưng mà một con Omly này nó mới thiếu một shop nha các bác. Bác nào đang cầm để đánh những cặp loa vừa nghe nhạc vừa hát karaoke và nghe đa thể loại nhạc thì alo cho em. Giá chỉ 7.500.000. Và có thể là nghêu ngang karaoke gia đình, hát gíp vang hát tốt, và tại vì em nó có sức chịu đòn rất là tốt, chạy 8 sọt nên các bác khỏi lo, hát thoải mái. Tí nữa em sẽ hát cho các bác cùng nghe. Nghe nhạc thì nó rất là hay rồi, nghe nhạc giọng là giọng chuyên nghe nhạc, tại vì nó sức chịu đòn tốt nên mình có thể tận dụng nó vào hát karaoke nghêu ngang gia đình thoải mái. Rồi sau đây em sẽ làm một bản karaoke cho các bác nghe. Em hát bằng mixer ULXB4 và SM58. Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao, cuộc sống là bao vì đâu không mến thương nhau, người thì lao đao người kia sống trong sáng giàu, anh em vô nhà mà không thấy đau lòng hay sao. Đời như chiếc lá ngày mai gió cuộc bay xa, dù trước dù sau nào ai sinh tử không qua, bạc tiền lời danh giờ đây bỏ nhau sao được.